Bão số 12 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Đắk Lắk. Một trong những nguyên nhân là do sự chủ quan của người dân, không chủ động trong công tác phòng chống bão. Đây là bài học sâu sắc cho chính quyền và người dân trước những diễn biến bất thường của thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Bàng hoàng sợ hãi là cảm nhận của những người dân Đắk Lắk khi chứng kiến cảnh gió giật làm tốc mái, nhà sập, cây đổ trong cơn bão số 12 vừa qua. Bão đã khiến 170 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, trên 26.500 hecta cây trồng các loại gãy đổ và ngập chìm trong nước, 4.800 con gia cầm bị trôi, nhiều công trình giao thông, cầu cống, thủy lợi sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại ước tính khoảng 356 tỷ đồng. Chính tâm lý chủ quan khiến người dân không chủ động đối phó với cơn bão, mặc dù các cấp chính quyền đã thông báo về ảnh hưởng của bão. Nhìn chung, được nhận được sự thông báo của tất cả như vậy là các cấp các ngành, nhưng mà dân địa phương sở tại thì đã sống quen với như vậy là không có bao giờ là mình Tây Nguyên lại Đắk Lắk lại trong vùng sông xa này có bão. Thế nên là rất chủ quan. Nhà cửa mà nó rõ là nó coi như nó trôi hết toàn bộ các nhà cửa của hàng xóm đây. Mình cây cối nó dạt trong nhà mình thì nó bay đi. Nhìn thấy sợ mà chưa bao giờ gặp trận bão nào như trận bão này. Trước khi bão số 12 ảnh hưởng đến địa bàn Tây Nguyên, ngày 2 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công điện số 5 về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành triển khai ứng phó với bão. Thế nhưng, việc thiếu kỹ năng và chủ quan của người dân trong việc ứng phó với bão dẫn đến nhiều thiệt hại đáng tiếc. Đây là một cái bài học sâu sắc cho ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Chúng ta phải đề phòng những cái tình huống bất trắc xảy ra, và trong thời gian đến thì chúng tôi cũng có cái chỉ đạo qua các cái cơn bão thì phải có cái việc huấn luyện cho cái lực lượng rồi cho nhân dân người ta đề phòng để không có thể để thiệt hại như thế này. Do địa bàn tỉnh Đắk Lắk một địa bàn cũng ít khi xảy ra những cái hiện tượng về bão, do vậy là cái ý thức của nhân dân về cái phòng ngừa cái tác hại của bão nó cũng còn hạn chế, mặc dù chúng tôi đã chủ động tuyên truyền, nhưng mà rõ ràng là cái việc mà do chúng ta cũng chưa thích ứng cái về phía chủ quan của chúng ta thì cũng chưa thích ứng, rồi dẫn đến là những cái tác hại nó cũng khá là nặng nề. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, con người không thể lường trước những hậu quả to lớn mà thiên nhiên gây ra. Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại nặng nề do mưa bão, đã đến lúc người dân Đắk Lắk nên thay đổi suy nghĩ, bão không về vùng cao, để có thái độ chủ động, ứng phó kịp thời.